Trước khi bắt đầu video, các bạn nhấn ngay nút đăng ký cho mình nhé. Xin chào các bạn, hôm nay chúng ta sẽ đến với phần chia khối hộp. Bạn lưu ý cho mình, chúng ta sẽ chia khối hộp để dùng để cho việc tính thể tích để tính V Rồi Thì bây giờ chúng ta có một số kiến thức cần lưu ý Đó chính là Chúng ta sẽ chia khối hộp Thành các hình Có công thức Để tính thể tích Ví dụ như là uh, Hình tứ gì anh nhận hạn hay hình chóp tứ giác, chóp tam giác, vậy vân 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 thì những cái hình này chúng ta phải có công thức tính thì chúng ta mới tính được và lưu ý thứ hai cho mình đó chính là chúng ta sử dụng các công thức tỷ lệ thể tích chúng ta phải biết sử dụng các công thức tỷ lệ thể tích để chúng ta tính nhanh hơn và cái thứ ba chúng ta đó chính là đơn giản hóa bài toán bằng cách đặc biệt hóa khối hộp hoặc là khối chóp. Bạn lưu ý cho mình, đó chính là chúng ta sẽ sử dụng cách được gọi là đặc biệt hóa hình đó. Ví dụ như là đề bài toán cho một hình chóp hoặc là một hình hộp mà nó không nói gì hết, thì chúng ta có thể giả dạ sử hình đó là hình hộp chữ nhật hoặc là hình lập phương để giúp chúng ta thuận tiện hơn trong việc tính toán. Bây giờ mình sẽ đến với một vài ví dụ. đầu tiên mình sẽ vẽ hình cho hình hộp đứng ABCD A'B'C'D' Đây thì mình sẽ mình sẽ vẽ nó liền luôn cho nó dễ nhìn. Bây giờ mình sẽ vẽ hình hộp đứng. Thẳng nó sẽ thẳng lên như thế này. Đây, đây là hình hộp đứng. Bây giờ mình sẽ điền các định vào. A, B, C, D, A phẩy, B phẩy, C phẩy, D phẩy. Gọi M, N, P, Q là tâm của các mặt bên. họ lấy ở đây. Ở đây là điểm M. Ở đây là điểm N chẳng hạn. Điểm P. Hoặc điểm Q ở đây. mình sẽ gọi e là trung điểm của a phẩy, f là trung điểm của b phẩy, g là trung điểm của CC, c phẩy, h là trung điểm của d d phẩy, efgh mình nối lại với nhau, mình thu được hình bình hành efgh, đây gắn chữ b đây rồi thì bạn lưu ý cho mình đó chính là các cái điểm các cái tâm của các mặt bên thì sẽ nằm trên đoạn thẳng nối giữa hai trung điểm của hai cạnh gọi thể tích của cái hình hộp lớn là v giờ bài toán kêu tính thể, thích tích của khối đa diện có hai mặt phẳng là ấy là mnpq ở đây mnpq ở đây và abcd theo v ở đây mình sẽ chia khối hộp này ra để chúng ta tính bây giờ mình sẽ nối lại chữ a với chữ điểm m A à, với điểm Q chẳng hạn. Rồi bây giờ các bạn lưu ý cho mình từ một đỉnh ở trên chúng ta sẽ kẻ được hai đoạn thẳng đến hai hai tâm của hai mặt bên ở đây ví dụ mình nối ở đây nữa các bạn lưu ý cho mình đó chính là thể tích của khối chóp a e m U, hay là d q h P. thể tích của các khối này đều bằng nhau hết vậy mình sẽ suy ra được là thể tích cần tính v phẩy sẽ bằng sẽ bằng v của một nửa trừ cho 4 lần v chóp mình gọi thể tích của khối a e m Q là v chóp và mình gọi thể tích của khối a B, c d e f G, H là v nửa bởi vì thể tích của khối này chính là bằng v chia 2 trừ 4 lần v chóp đây bây giờ mình chỉ cần tính v chóp theo v nữa là xong thì không mất tính tổng quát mình giả sử hình này hình lập phương có độ dài các cạnh là một hết một một hết luôn và góc này là góc vuông Mình sẽ suy ra được V ở đây chính là bằng 1 Một mũ 3 bằng 1 Rồi bây giờ V sẽ bằng 1 phần 2 Trừ 4 lần Thể tích khối chóm A, E, M, Q Thì Thể cạnh này bằng 1 phần 2 Đến đây cũng 1 phần 2 Ở bên đây cũng 1 phần /2. /2. 2 Đây là tứ diện vuông Có độ dài các cạnh là 1 phần 2, 1 phần 2 và 1 phần 2 hết Sẽ bằng 1 phần 6 nhân 1 phần 2 tất cả mũ 3 Bằng 1 phần 6 nhân tích cổ dài 3 cạnh bằng 1 phần 2 mũ 3 cái này mình bấm máy Mình tính được cái này là bằng 5 phần 12 Vậy từ đây ta sẽ suy ra được là V phẩy sẽ bằng 5 phần 12 nhân cho V Bởi vì mình đã cho V nó bằng 1 rồi Nên sẽ bằng 5 phần 12 nhân V Vậy đáp án chính xác ở đây chính là phương án A Để giải các loại bài chia thể tích khối hộp Thì mình sẽ giả sử khối hộp đó là khối hộp đặc biệt Chẳng như hình lập phương, hình hộp chữ nhật Hay nó có một góc vuông để chúng ta dễ giải quyết bài toán hơn mình sẽ đến với bài tiếp theo rồi bây giờ mình sẽ đến với ví dụ tiếp theo hết chúng ta sẽ vẽ hình khối đa diện lồi gồm 8 đỉnh cho có hai mặt phẳng này là hai hình vuông song song với nhau thì bây giờ mình trước hết mình sẽ vẽ hình vuông abcd trước thì mình có như sau đây là hình vuông mình sẽ vẽ hình vuông abcd đây a b c d bài toán kêu chính là uh, hai mặt phẳng song song với nhau mặt phẳng mnpq và mặt phẳng abcd song song với nhau bây giờ hình chiếu vuông góc của nó xuống chính là trung điểm của các cạnh thì bây giờ từ các cái trung điểm này mình sẽ kẻ đường thẳng lên vuông góc với mặt phẳng đáy đây mình kẻ đường thẳng lên rồi tương tự bên đây cũng vậy mình nối lại trước đây giờ mình để xuống đây chẳng hạn như thế này rồi hình chiếu vuông góc của điểm M xuống là trung điểm của AB vậy đây sẽ là M bây giờ mình sẽ điền vào đây chính là N P và Q đây bây giờ mình sẽ nối lại các đỉnh ở dưới đây bài toán muốn hỏi là thể tích của cái khối đa diện là gồm các đỉnh a b c d và m n p q thì mình sẽ nối q với a lại với nhau tại mình nối m với lại a luôn bạn lưu ý cho mình đó chính là à, đề bài cần theo tính thể tích của hình h nó chính là bằng bây giờ mình sẽ gọi thể tích của cái khối m n p q và m n phẩy p q phẩy mình gọi là v hộp mình cộng với lại 4 lần v chóp với khối thể tích khối chóp là thể tích của khối chóp định a đấy là m phẩy m quy và quy phẩy mình lấy đặt nó là bằng v hộp cộng 4 lần v chóp bây giờ các bạn tính cho mình v hộp rồi bài toán còn cho chúng ta thêm dữ kiện là cạnh b bằng 3 a cạnh ở dưới đây ab là bằng 4 a để xin được cái cạnh nhỏ đây đặt đây là m phẩy và quy phẩy để mình chỉ làm việc với hình này thôi đó mình lấy hình này mình nhân 4 lên thì sẽ ra được 4 hình ở 4 góc đây đây là 2a, tương tự ở đây là 2a. Thì chúng ta có như sau, đường chéo của hình vuông này chính là bằng 4a căn 2. 4a căn 2. Vậy độ dài của cạnh hình vuông bên đây sẽ là a căn 2. 4a căn 2 chia cho 2 thì ra được là 2a căn 2. Rồi, diện tích đáy là hình vuông nên mình bình phương lên là ra diện tích đáy. Bây giờ mình nhân với chiều cao. Thì chiều cao ở đây mình sẽ dùng Pitago tính sẽ là bằng căn bậc 2 của 3A bình phương mình trừ cho cạnh đáy ở đây là 2A 2A bình phương mình cộng cho 4 lần bây giờ mình cần tính thể tích của hình chóp này thì ta thấy đây là hình chóp có đáy là hình chữ nhật thì công thức của nó là bằng 1 phần 3 diện tích đáy diện tích đáy sẽ bằng mq chính là cạnh của hình vuông là 2A căn 2 Nhân cho chiều cao của hình đáy. Nhìn đến đáy là bằng chiều dài nhân chiều rộng và chiều dài ở đây chính là bằng căn bậc 2 của 3 bình trừ 2a tất cả bình phương. Rồi. Rồi mình nhân với lại chiều cao kể từ đỉnh này xuống là xong. Thì ta có chiều cao này là bằng 1/2 của cạnh này và 1/2 chiều cao từ A kẻ xuống BE. Vậy suy ra được là nó sẽ bằng 1/4 đường chéo của hình vuông và 1 phần tư đường chéo đường chéo của nó là 4a căn 2 rồi bây giờ mình lấy lấy máy tính bây giờ mình sẽ cho giả sử là cho nó sẽ cho là a bằng một một đơn vị của chúng ta tự cho a bằng một bây giờ mình phải bấm máy rồi sau khi bấm máy tính mình sẽ ra được nó là bằng 40 căn 5 chia 3 và nó cho a bằng 1 thì nó sẽ bằng a mũ 3 ở đây bởi vì a mũ 3 cũng bằng một luôn Vậy đáp án chính xác ở đây chính là phương án B Bài này thì chúng ta thấy được bài này không khó Tuy nhiên chúng ta cần thuộc các công thức tính thể tích khối chóp và khối hộp Cũng như là cần phải có khả năng tính toán thật là chính xác Thì mới làm được bài toán này một cách hoàn hảo Rồi bây giờ mình sẽ đến với bài tiếp theo Rồi bây giờ mình sẽ đến với câu tiếp theo Câu tiếp theo là một câu rất hay Mình trích đề trung học phổ thông quốc gia năm 2019 Bây giờ mình sẽ bắt đầu vẽ hình cho hai lăng trụ ABC A B C phẩy Ở đây là tam giác đều cạnh bằng 6. Đây, mình vẽ ra tam giác đều. Một cạnh là 6. Rồi. kéo chéo lên. Nối lại A B C A phẩy B phẩy C phẩy ở đây. Rồi. Gọi M, N và P là lượt là tâm của các mặt bên đây là thì đây mình gọi đây là m mình gọi bên đây là n mình gọi bên đây là p thì ta nối lại ta được một tam giác rồi Bài đánh hỏi là à, tính thể tích khối đa diện m p và a b c nối lại thì chúng ta nhìn thoạt đầu thì nhìn nó khá là khó tuy nhiên xử lý bài toán này cũng khá là đơn giản thôi thì để xử lý bài toán này mình có một cách đó chính là không mất tính tổng quát Ta sẽ giả sử hình này là hình lăng trụ đứng Khi đó mình sẽ vẽ mặt phẳng đáy một bên Đây Ở đây là A, B, ở đây là C Thì ta có được chiều cao bằng 8 Tại nghĩa là H bằng 8 Cạnh đáy là độ dài của một cạnh là bằng 6, A bằng 6 Bây giờ từ trung điểm của các cạnh mình sẽ kẻ các đoạn thẳng vuông góc với mặt phẳng đáy ở đây mình sẽ chọn các điểm M, N, P sao cho độ dài của chiều cao này h h phẩy sẽ bằng 4 thôi. Bởi vì uh, chúng ta có được là ở đây m là tâm của mặt phẳng bên và suy ra được là khoảng cách từ m đến mặt phẳng đáy chỉ bằng một nửa khoảng cách của đỉnh b phẩy đến mặt phẳng đáy. Khoảng cách từ m xuống đây là 4 nên là mình sẽ chọn này là khoảng này là 4. Và bây giờ mình sẽ nối ba định là gì đây lại vậy thì đây ta sẽ suy ra được là thể tích cần tính v cần tính giống như bài ở trên chính là v khối hộp mnp và ở đây là m phẩy n phẩy và p phẩy cộng cho 4 lần v của khối chóp khác với bài trước đây ở đáy là hình tam giác nên mà đây chúng ta chỉ cộng 3 lần v của khối chóp khối chóp là khối như thế này Nó đỉnh là a đấy là hình chữ nhật m m phẩy p p phẩy thì ở đây về khối hộp thì bằng diện tích đáy nhân chiều cao diện tích đáy thì hình này bằng 1 phần lần diện tích tam giác đều phần tư lần 6 bình căn 3 chia 4 nhân với chiều cao là 4 là mình đã được khối hộp rồi thể tích khối hộp rồi bây giờ còn 3 lần thể tích của khối chóp thì khối chóp thể tích của nó sẽ bằng 1 phần 3 rồi diện tích đáy là hình chữ nhật có độ dài của một cạnh là bằng 4 và độ dài cạnh còn lại ở đây chính là bằng 1 phần 2 của 6 là bằng 3. À, nhân cho 3 nhân 4 là dưới đến ấy. Thì mình cần nhân với chiều cao nữa. Thì chiều cao chính là khoảng từ đỉnh A cho đến đoạn M, P. Thì nó sẽ bằng 1 phần 2 lần khoảng cách từ A cho đến đây là bằng 6 nhân cho căn 3 chi 2. Có máy mình được là bằng 27 căn 3. Vậy đáp án chính xác ở đây chính là phương án A. Rồi, cảm ơn đã xem video của mình. Các bạn thấy video của mình hay và hấp dẫn thì đừng quên cho mình một đăng ký, một like và chia sẻ video này cho bạn bè của bạn ngay nhé.